cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Và bây giờ thì Thành sẽ giới thiệu đến quý vị một thí sinh mới nữa cũng đầy tiềm năng. Và đây là một gương mặt mà giảm cân thành công thì bạn ấy là một đối thủ nặng ký của giám khảo Hồ Ngọc Hà về nhan sắc. Đây là một hot girl của chương trình thưa quý vị. Hát hay, nhảy giỏi, xinh gái, còn chờ gì nữa mà không vỗ tay cho thí sinh Toto. Mình tên là Nguyễn Phước Phương Tố Tố, 22 tuổi và nặng 90kg. Mình làm diễn viên nhạc kịch. Hồi nhỏ mình sinh hoạt múa tại nhà hát Bến Thành. Thì lúc đó là mình rất là ốm. Mình rất thích ăn cơm của mẹ, cộng thêm uống thuốc bổ nữa, tại vì bị suy dinh dưỡng mà, nên là mình đã mập lên từ từ kể từ năm lớp 3. Khi mà mình mập á, là mọi công việc của mình đều trở nên khó khăn hết, nhất là đi bộ nè hoặc là chạy bộ. Cái kinh khủng nhất là khi mà mình đi lên cầu thang là cực kỳ khó thở luôn, mà chân thì mỏi. Ước mơ của mình á, là trở thành ca sĩ, nhưng mà với cái thân hình như vậy thì cái cơ hội nó trở thành số 0. Đi hát ở ngoài nhưng mà nhìn thấy mình á là người ta không muốn nghe nữa. Có những người sẽ yêu cầu là mình phải nhảy, nhưng mà mình biết là khi mà mình nhảy, người ta nói là mình nhảy kiểu như là nhảy như con lật đật. Bạn bè thì cũng hay kêu chọc rồi này nọ thì cũng quen rồi, nhưng mà nhiều khi mình cũng thấy chạnh lòng lắm, tại vì người ta chọc hoài. Nhiều khi người ta nói hơi bị ác nhưng mà cũng đúng. Mình có quen được một anh lớn hơn mình 1 tuổi, nhưng mà bạn bè của anh thì nói không còn ai để quen hay sao mà phải quen mình. Hai đứa cũng không còn quen nhau nữa, thì lại nói một cái câu kiểu như là mày ngán thịt mỡ rồi hả, tại sao lại nói ra như vậy. Đa số thì người ta nói là quan trọng là ở bên trong, nhưng mà khi bên ngoài bạn như thế này thì người ta sẽ chạy mất mà không cần biết bên trong như thế nào. Mình thật sự muốn thay đổi để hoạt động nghệ thuật một cách lâu dài và nghiêm túc. Thì qua cuộc thi này mình hy vọng là sẽ giảm được 40kg, vì 1m58 mà 50kg thì là chuẩn nhất rồi. Ladies and gentlemen, sau đây là sự xuất hiện rất nguy hiểm của Miss Siêu Bồng Thai. Xin của chúng ta thưa quý vị, bạn Tố Tố. Quang Đăng thưa quý vị cũng là một trong những cái người mà tôi đánh giá rất là cao về cái đầu biên đạo thưa quý vị. Biến những cái người mà không thể thực hiện được động tác khó làm những cái động tác rất hiệu quả trên sân khấu. Cảm ơn bạn đã mang đến một bài nhảy vô cùng sôi động cho Tố Tố. Anh nghe nói là em lai tới 3 dòng máu phải không? Dạ, em lai Việt, Pháp và Bỉ. Rất là đẹp đúng không quý vị? Quá đẹp. Vô cùng xinh, dễ thương, cho một tràng vỗ tay vì nhan sắc. Dạ. Anh Đàm Minh Hưng có vẻ rất là thích thú, mời anh. Đây là thứ hai mà Thành nói những điều anh đã viết ở trong cái tờ giấy này. Sao cái vậy? Dạ. Sao em vậy? Tại vì anh nhìn là anh biết em cô này không phải người Việt Nam 100%. Dạ. Có một chút xíu Afghanistan trong nó nữa. Afghanistan. Bạn là cái người gây chú ý cho Hưng nhiều nhất.
trong số 12 thí sinh bước ra. Và những cái bước nhảy, ánh mắt thần thái nó diễn đạt rất là tốt, di chuyển đúng nhịp và một bài thi hấp dẫn. Bạn rất là tự tin. Thứ hai nữa là bạn có một cái người bạn diễn rất rất tuyệt vời. Chúc mừng phần thi của bạn. Xin mời John. John nghĩ sao về phần trình diễn này? Anh rất thích cái sự bùng nổ của em. Lúc em bước lên sân khấu từ đầu đến cuối em làm chủ quyền cái sân khấu này. Và em có một cái gương mặt và một cái dễ thương của em đó. Nó rất là thu hút. Mấy cái động tác trong cái bài này đúng là nó không có khó lắm, nó đơn giản. Nhưng tất cả mọi thứ em làm nó có duyên. Cái động tác lúc đang ngồi xuống, nằm xuống và thôi thôi em. Thôi đừng diễn tả, nói được. Ok. Ngồi nhẹ vào người đang. Đúng rồi. Thực sự cái đó không phải là một cái động tác dễ thương, nó rất là shock đúng không? Nhưng mà lúc em làm dễ thương, nó dễ chịu. Dễ dàng. Có nghĩa là không phải ai làm cũng dễ thương đâu. Phải có đúng vào cái gương mặt nào, cái ngoại hình nào và làm cái động tác nó như thế nào nữa cơ. Làm mà không có duyên là dễ chết. Đúng rồi. Làm là bình thường là dễ thương, còn cái người nằm dưới là dễ chết. Dạ. Mời Hà Hồ. Lúc nãy bạn chia sẻ ở trên đó là bạn nói là mày ngán ăn thịt mỡ là ai nói ạ? Dạ là bạn của bạn trai em nói. Bạn trai em. Trong cuộc sống này ai cũng không bao giờ là vừa với mắt của cái người đối diện hết á. Chị bây giờ trong tình trạng là lúc nào cũng bị nghe bảo ủa chơi dạo này mày chuyển sang thích gặm siêu quát rồi hay sao mà mày quen nó. Tất cả mọi người ai rồi cũng sẽ có một cái điểm xấu gì đấy trong mắt mọi người, nên là thôi thì tốt nhất mình cứ nên tin vào mình đi. Còn trong cái bài nhảy ngày hôm nay á, em đã cảm được cái nhạc và em làm rất là tốt trong cái nhịp điệu. Chính vì em có được nhịp điệu nên là em rất là đồng đều với bạn nhảy của mình. Đúng như anh Trấn Thành lúc nãy giới thiệu, em cứ như thế này với một nhan sắc như thế này, em vẫn có quyền tỏa sáng theo cách của em. Đến giờ phút này chị nhìn thấy em đi ra là chị cũng đã phải đáng cơm rồi. Rất là đáng cơm. Bây giờ cho mọi người thích thú hơn một tí, em hát cho mọi người nghe một câu đi. Có lẽ đêm nay là giây phút cuối cùng. Đến hết đêm nay mình sẽ mãi cánh rời. Hãy nói đi anh ngàn lời trong đáy tim mà đôi ta chưa nói ra cùng nhau. Lại còn hát bài tôi nữa. Quá dễ thương. Chắc tại vì giờ này nhắn tin mình chọn. Quý vị thích thì quý vị nhắn tin, mình chọn cho bạn liền. BN khoảng cách số 7 cho Tố Tố và Quang Đăng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm số của họ. Giám khảo Hồ Ngọc Hà. Cộng điểm nhan sắc. Giám khảo John Huy Trân. 7 điểm. Và giám khảo Đàm Vĩnh Hưng xin mời 8 điểm luôn. Điểm trung bình của bạn là 7,7. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cần ký. Thưa quý vị, cô bé Tố Tố khi đến với chương trình, số ký của cô ấy ban đầu là 90 kg. Và bây giờ cân nặng mới là 86,6 kg, giảm được 3,4 cân, tương đương với 3,8%. Tổng điểm của bạn là 11.5. Chúc mừng bạn. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.